Hãy tưởng tượng bạn đang lạc vào thế giới cách đây hơn 250 triệu năm, một thời kỳ mà khủng long vẫn chưa xuất hiện và trái đất đang trải qua những biến động khốc liệt của kỷ Permi. Giữa những vùng đầm lầy và đồng bằng cằn cỗi, một sinh vật mạnh mẽ thống trị môi trường, Archosaurus, tổ tiên xa xưa của những kẻ săn mồi khét tiếng như cá sấu và khủng long sau này. Archosaurus là biểu tượng cho sự chuyển mình trong tiến hóa, mở ra kỷ nguyên của những loài săn mồi vượt trội. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá câu chuyện của loài sinh vật đặc biệt này, một mắt xích quan trọng trong chuỗi lịch sử đầy phức tạp của tự nhiên. Archosaurus có chiều dài khoảng từ 2 đến 3 mét, với thân hình gọn gàng nhưng đầy cơ bắp. Đặc biệt, phần ngực rộng và cơ thể vạm vỡ của nó cho thấy rằng đây là một kẻ săn mồi khỏe mạnh, có khả năng di chuyển nhanh và tấn công hiệu quả. Lớp da được cho là dày và nhám, có lẽ giống với các loài cá sấu hiện đại, cung cấp sự bảo vệ tự nhiên trước các mối đe dọa. Phần lưng của Archosaurus có thể có các vân xương hoặc gai nhỏ, không chỉ giúp bảo vệ mà còn tạo nên vẻ ngoài hầm hố, góp phần làm các con mồi khiếp sợ. Một trong những điểm nổi bật nhất của Archosaurus chính là cái đầu to lớn, chiếm gần 1/3 chiều dài cơ thể. Đầu của nó dài và hẹp, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hộp sọ cứng cáp được thiết kế để chịu được lực cắn mạnh mẽ, giúp nó nghiền nát xương và thịt của con mồi. Hàm của Archosaurus được trang bị một loạt răng sắc nhọn, cong như móc câu. Những chiếc răng này không chỉ dùng để xé thịt, mà còn để giữ chặt con mồi, khiến chúng không thể thoát ra một khi đã bị tóm gọn. Mặc dù Archosaurus vẫn giữ dáng đứng bò sát nguyên thủy, với chân nằm hơi sang hai bên cơ thể, nhưng đôi chân của nó đã bắt đầu chuyển hóa. Những chiếc chân cơ bắp và khỏe khoắn này giúp nó di chuyển nhanh và chắc chắn trên cạn, cũng là một trong những đặc điểm tiến hóa quan trọng dẫn đến tư thế chân thẳng dưới cơ thể của các loài khủng long và cá sấu sau này. Chân sau của Archosaurus dài và mạnh mẽ hơn hỗ trợ nó trong các cuộc rượt đuổi con mồi hoặc đẩy mình khỏi những cú tấn công bất ngờ. Trong khi đó, chân trước ngắn hơn nhưng đầy sức mạnh, có thể dùng để giữ chặt con mồi khi tấn công. Ngoại hình của Archosaurus là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đặc điểm nguyên thủy của bò sát thời Permi và những bước tiến hóa đột phá dẫn đến cá sấu và khủng long. Từ cái đầu khổng lồ, đôi chân mạnh mẽ đến đuôi cơ bắp, Archosaurus mang trong mình tất cả những yếu tố cần thiết để trở thành kẻ săn mồi thống trị trong môi trường sống của nó. Archosaurus, một trong những loài săn mồi hàng đầu của kỷ Permi, đã tồn tại trong một thế giới đầy biến động và thử thách. Thời kỳ này, siêu lục địa Pangaea thống trị trái đất. Với những vùng đất rộng lớn trải dài từ các đồng bằng khô cằn đến những khu đầm lầy ngập nước, đây không chỉ là môi trường sống của Archosaurus mà còn là chiến trường khắc nghiệt, nơi nó phải chiến đấu để sinh tồn. Các khu vực đầm lầy và sông ngòi là nơi Archosaurus tìm thấy nguồn thức ăn phong phú nhất. Những vùng đất ẩm ướt này được bao phủ bởi các loài thực vật nguyên thủy như dương xỉ và hạt trần, cung cấp nơi ẩn nấp lý tưởng cho cả con mồi và kẻ săn mồi. Trong các khu vực này, Archosaurus thường phục kích những loài động vật lưỡng cư hoặc bò sát nhỏ hơn. Các con sông và đầm lầy không chỉ là nơi cung cấp nước uống mà còn là môi trường lý tưởng để Archosaurus thể hiện khả năng săn mồi vượt trội. Với cơ thể mạnh mẽ và tốc độ đáng kinh ngạc, nó dễ dàng chiếm ưu thế trong các cuộc săn mồi. Tuy nhiên, không phải môi trường nào cũng dễ chịu như đầm lầy. Các vùng đồng bằng khô cằn, đặc trưng bởi khí hậu nóng và hạn hán kéo dài, cũng là nơi Archosaurus phải thích nghi. Khí hậu khô hạn khiến việc tìm kiếm nước và thức ăn trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi loài săn mồi này phải di chuyển xa hơn. Nhưng đôi chân khỏe mạnh và đuôi dài đã giúp Archosaurus vượt qua thử thách, săn tìm các loài bò sát nhỏ hơn hoặc tận dụng xác động vật chết để sinh tồn trong những thời kỳ khắc nghiệt. Sự tồn tại của Archosaurus trong các môi trường này là minh chứng cho khả năng thích nghi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuối kỷ Permi chứng kiến những biến đổi khí hậu lớn, với hoạt động núi lửa liên tục giải phóng lượng khí CO2 khổng lồ vào bầu khí quyển, gây ra hiệu ứng nhà kính và làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Nhiều vùng đầm lầy biến mất, đồng bằng khô hạn lan rộng và nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, các loài bò sát nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn bắt đầu chiếm ưu thế, đẩy Archosaurus vào thế cạnh tranh khốc liệt. Dù là một kẻ săn mồi đáng gờm, Archosaurus không thể tránh khỏi những thay đổi lớn trong môi trường sống. Việc phụ thuộc nhiều vào các hệ sinh thái ổn định khiến loài này trở nên mong manh trước sự biến động địa chất và khí hậu. Sự biến mất của nó là lời nhắc nhở rằng
ngay cả những loài mạnh mẽ nhất cũng có thể bị đánh bại bởi những thay đổi không ngừng của tự nhiên. Môi trường sống của Archosaurus phản ánh một thời kỳ đầy thử thách, nơi các loài động vật phải thích nghi liên tục để tồn tại. Archosaurus, nghe cái tên thôi cũng đã thấy oai phong lẫm liệt, đúng không? Thằn lằn thống trị, một danh xưng không phải tự nhiên mà có. Tên gọi này không chỉ là để đặt cho vui, mà nó còn mang trong mình cả một câu chuyện dài về vị trí của Archosaurus trong hành trình tiến hóa của sự sống trên trái đất. Vào cuối kỷ Permi, khi thế giới đang trong giai đoạn đầy biến động, loài sinh vật này xuất hiện như một nhân vật tiên phong, đặt nền móng cho các huyền thoại sau này, khủng long, cá sấu và thậm chí cả chim. Cái tên Arco nghĩa là thống trị, không phải ngẫu nhiên mà được chọn. Nó không chỉ nói về vai trò trong chuỗi thức ăn, mà còn khẳng định Archosaurus là đại diện cho sự chuyển mình của tự nhiên. Khi môi trường khắc nghiệt khiến hàng loạt sinh vật biến mất, Archosaurus lại nổi lên như một kẻ sinh tồn mạnh mẽ, sẵn sàng thích nghi và dẫn đầu. Những đặc điểm như hộp sọ to khỏe, hàm răng sắc như dao và dáng đi bắt đầu đứng thẳng chính là bước chuyển mình đột phá, khiến nó trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tiến hóa của thời đại đó. Nhưng điều đặc biệt ở đây là cái tên Archosaurus không chỉ dành riêng cho loài này, nó còn là biểu tượng cho cả một nhóm sinh vật sẽ làm chủ thế giới trong hàng triệu năm sau đó. Từ thằn lằn thống trị đầu tiên này, những thế hệ tiếp theo, khủng long và cá sấu đã tinh chỉnh và phát triển để thống trị trên cạn, dưới nước và thậm chí là trên bầu trời. Tuy nhiên, Archosaurus không chỉ là một anh hùng trong giai đoạn của nó, mà còn là một lời nhắc nhở cho chúng ta về sự quan trọng của những bước khởi đầu. Dù không phải là loài vật lớn nhất, nhanh nhất hay sống lâu nhất, nhưng nó lại là nền tảng cho những sinh vật sau này làm nên lịch sử. Cái tên Archosaurus thực sự mang một tầm vóc lớn, vừa thể hiện sức mạnh, vừa là biểu tượng của sự thích nghi, sự đổi mới và cả những hy sinh cần thiết để thiên nhiên tiến hóa. Một cái tên không chỉ kể câu chuyện của một loài, mà còn là câu chuyện của cả một thời kỳ. Vào khoảng 252 triệu năm trước, trái đất trải qua một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử, được gọi là sự kiện tuyệt chủng Permi-Triassic. Sự kiện này xóa sổ gần 90% các loài vật trên hành tinh, bao gồm cả Archosaurus. Đây không phải là một cuộc tuyệt chủng nhanh chóng, mà là một chuỗi những cú đòn liên tiếp giáng xuống hệ sinh thái trái đất. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng này là do hoạt động núi lửa quy mô lớn ở khu vực ngày nay là Siberia. Những vụ phun trào núi lửa liên tục giải phóng một lượng khổng lồ khí CO2 và metan vào bầu khí quyển, gây nên hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng. Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, các đại dương trở nên thiếu oxy và nhiều vùng đất khô cằn dần thay thế những khu vực màu mỡ trước đó. Đối với Archosaurus, những thay đổi này là một đòn chí mạng. Là một loài săn mồi đầu chuỗi, nó phụ thuộc vào sự ổn định của hệ sinh thái để duy trì nguồn thức ăn. Khi động vật lưỡng cư và bò sát nhỏ, những con mồi chính bắt đầu biến mất, Archosaurus cũng không thể duy trì sự sống. Thêm vào đó, các khu vực đầm lầy và sông ngòi, môi trường sống lý tưởng của nó bị thu hẹp đáng kể, khiến loài này phải cạnh tranh gay gắt với các loài động vật khác để tồn tại. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi khí hậu, Archosaurus còn phải đối mặt với một sự cạnh tranh từ các loài bò sát nhỏ hơn, chẳng hạn như Proterosaurus. Các loài này có khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện khô hạn và khắc nghiệt, khiến Archosaurus dần mất đi ưu thế trong cuộc đua sinh tồn. Hơn nữa, với cơ thể to lớn và nhu cầu thức ăn lớn, Archosaurus cần một hệ sinh thái ổn định để phát triển. Khi chuỗi thức ăn bị phá vỡ, những đặc điểm từng giúp nó thống trị lại trở thành gánh nặng, khiến nó khó thích nghi hơn so với các loài nhỏ hơn, cơ động hơn. Tuy nhiên, sự biến mất của Archosaurus không phải là dấu chấm hết. Nó để lại một di sản tiến hóa quan trọng cho nhóm Archosauria. Từ những đặc điểm như tư thế chân gần thẳng, hộp sọ lớn và cấu trúc hàm mạnh mẽ, tất cả đều trở thành nền tảng cho sự phát triển của khủng long, cá sấu và chim hiện đại. Chính vì vậy, dù Archosaurus không sống sót, những gì nó đại diện vẫn tiếp tục tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa. Câu chuyện về loài này không chỉ kể về sự kết thúc mà còn là một khởi đầu mới, khi di sản của Archosaurus tiếp tục sống mãi trong các thế hệ động vật về sau.